Chúng ta đang cùng hướng tới khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng của năm Giáp Thìn 2024. Vâng, thưa quý vị, và vào lúc này, dù chúng ta đã được đoàn tụ với gia đình hay chưa, dù ai đó vẫn còn bôn ba với nhiều lo toan bộn bề trong công việc ở một phương trời xa nào đó, thì có lẽ tất cả chúng ta đều khơi lên trong lòng một niềm tin mãnh liệt về một tương lai tươi sáng cho bản thân, cho gia đình và quê hương đất nước. Đó cũng chính là nguồn cảm hứng với chương trình Tết nghĩa là hy vọng. Với mỗi chương trình Tết của VTV, đó là một hành trình dài được ghi hình trong nhiều tháng bằng sự nỗ lực và sáng tạo của cả ekip sản xuất. Vâng, và anh Dương ạ, tôi được biết là ekip của chương trình Tết nghĩa là hy vọng đã thực hiện một hành trình xuyên Việt với thật nhiều ý nghĩa như vậy, ghi hình đủ cả ba miền Bắc, Trung, Nam, đi đến những vùng đất, những vùng biển, ghi đầy những dấu ấn sáng tạo của người Việt để mang đến cho quý vị khán giả thật nhiều những câu chuyện truyền cảm hứng. Cùng với đó là các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng theo tinh thần mới nhằm mang đến cho khán giả những trải nghiệm thú vị. Điều đặc biệt là ở tiết mục mở màn với một bản phối hoàn toàn mới cho ca khúc Tình ca mùa xuân của nhạc sĩ Trần Hoàn với phần thể hiện của nghệ sĩ Mỹ Linh và Lân Nhã. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chương trình đặc biệt như một lời chúc mừng năm mới có tên gọi Tết nghĩa là hy vọng. Công trên nhiều phương diện, 6 huy chương vàng, 59 huy chương bạc và 78 huy chương đồng. Trên cành lá tiếng chim kêu ngọt quá cho trời xanh xanh thẳm, mùi hương nào rất quen nghe như làn môi ấm, nghe như từ sâu thẳm đất của mình sinh sôi. Xinh xắn có hình dòng cánh xanh. Mùa xuân về em ơi, cơn mưa đầu mát lạ. Mùa xuân về anh ơi, nắng mới đã bay về. Và chúng mình yêu nhau bắt đầu đổi. Em đi vào sương mây khi trời còn hơi xưa, và anh lại ra đi vui như ngày hội. Mùa xuân biên giới
về cùng tin chiến thắng, sướng vui trong mùa nắng như gọi đồng chiến vàng. Ngày anh đi cách xa quên sao được nỗi nhớ, thương nhau dù cách trở giữ trọn lời tin nhau. Trên chiến tuyến giết thù có bàn tay anh chắc, nơi hậu phương xa lắc vững vàng bàn tay em. Mùa xuân vừa qua đây, cơn mưa hè hối hả, tình ta càng thêm sâu như những tháng năm nào. Và chúng mình yêu nhau bắt đầu từ đôi, em đi vào sương mây khi trời còn hơi sương, và anh lại ra đi với như ngày hồi. Mùa xuân biên giới xuống anh đang trời xa, và chúng xuống anh gác trời xa. Chúc mừng năm mới. Thưa quý vị, một mùa xuân mới lại về, phút giao thừa thiêng liêng đang chuẩn bị gõ cửa mỗi gia đình. Khán giả, xin được cảm ơn đơn vị đồng hành cùng chương trình là Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Trong suốt chương trình hôm nay, quý vị khán giả có cơ hội nhận được lì xì may mắn từ nền tảng TV 360 bằng cách quét mã QR hiện ngẫu nhiên trên màn hình của quý vị. Kính thưa quý vị, trong 12 con giáp, rồng là hình tượng biểu đạt cho sự thăng hoa. Với đất nước chúng ta đã từng chứng kiến, khát vọng tự do, ý chí giành độc lập và nỗ lực dựng xây đất nước đã tạo nên những sự thăng hoa trong lịch sử của dân tộc. Và bứt phá cho đất nước ta, cho mỗi gia đình, mỗi con người. Hãy cùng tìm câu trả lời trong suốt chương trình hôm nay. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng khởi hành. Thank you.
Thưa quý vị, niềm hy vọng, ước mơ về một cuộc sống êm ấm no đủ luôn gắn liền với cây lúa của người Việt Nam hàng ngàn đời nay. Và chúng ta ngày hôm nay đang đi giữa biển vàng của đồng bằng sông Cửu Long, một nơi được coi là vựa lúa không chỉ của Việt Nam mà còn của thế giới. Và cây lúa Việt Nam cũng phải trải qua rất nhiều thăng trầm để có được năng suất chất lượng như ngày hôm nay. Vùng bán đảo Cà Mau này đã là một vùng hết sức trù phú, nhưng biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn đã biến hàng ngàn hecta trở thành hoang hóa. Và lúc đó đặt ra một câu hỏi rất lớn, một trăn trở: làm thế nào để tìm ra được một mô hình bền vững để trả lại sự trù phú, sự giàu có cho vùng đất này của người nông dân Việt Nam? Vào đầu những năm 2000, người nông dân các tỉnh tại bán đảo Cà Mau như Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau từng đón những cái Tết bấp bênh khi phải đứng trước sự lựa chọn sinh kế, trồng lúa hay nuôi trồng thủy sản. Tranh chấp giữa hai vùng sinh thái nước mặn, ngọt đã khiến người dân lao đao, buộc người dân phải có những thay đổi để có một nền nông nghiệp bền vững. Chúng ta cũng có mặt ngày hôm nay tại gia đình của anh Hà Văn Hỏi, sinh năm 1969, xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Cùng với anh, chúng ta có ông Hồ Quang Cua, anh hùng lao động, tác giả của giống lúa ST25, một giống lúa vừa lần thứ hai được công nhận là giống lúa ngon nhất thế giới bởi Tổ chức Thương nhân Lúa Gạo Toàn cầu. Xin được hỏi anh Hỏi, thế năm nay thì gia đình nhà anh đón Tết có gì vui? Năm nay thì nhờ cũng thuận mùa với sử dụng lúa an toàn theo chương trình của chú Cua hướng dẫn thì năng suất cao mà chất lượng gạo nó đạt. Công tầm lớn thì nó khoảng là 1 tấn mà giá là 1 kg 12 ngàn. Năm nay gia đình cũng chuẩn bị cái Tết nó cũng chu đáo và nó đầy đủ hơn. Nhìn nụ cười của anh đã đủ thấy là bà con phấn khởi như thế nào rồi. Gia đình của anh Hỏi ấy, trước kia cũng đã từng phải vật vã với tôm và lúa đúng không ạ? Thì cái giá lúa đầu tiên nó quá rẻ. Thì lúc đó thì có thể là 1 kg tôm có thể là mua là cả 2 giá 3 giá lúa bình thường. Tôm là như là 180 ngàn một ký à? Thế còn lúa là 6 ngàn một ký. Đúng rồi, nó lại những rất cao, thành thử người ta mới không còn làm lúa nữa. Nhưng không làm được trong thời gian là 5 3 năm sau là thấy cái sự màu mỡ trong cái đất mình nuôi nó không còn nữa. Thì thành thử ra cái kết quả mình nuôi tôm là bắt đầu nó kém lại. Trung tâm khuyến nông của tỉnh thì cũng hướng dẫn cho bà con nông dân mình mà bắt buộc là phải trồng lúa với nuôi tôm. Một năm thì mình làm một làm vụ lúa, hai vụ tôm. Phân của tôm nó thải ra rồi mấy tháng đó mình nuôi tôm đó, mình trồng lúa lại thì nó đạt hiệu quả hơn, ít tốn chi phí phân bón. Cái đó là một cái điều thế giới cũng rất nể. Kể cả mô hình lúa tôm, các nhà khoa học thế giới đều nói là mô hình này là độc nhất, vô nhị trên thế giới. Nhưng cũng phải ghi nhận là chúng ta có một cái giống lúa thơm được thế giới đánh giá cao như vậy, nó mang lại thương hiệu cho hạt gạo Việt Nam. Chặng đường này kéo dài bao nhiêu năm, thưa nhà nghiên cứu Hồ Quang Cua? Cách đây được 21 năm. Cái nhóm nghiên cứu chúng tôi được gồm có 3 người nồng cốt đưa một cái gánh nặng, tức là làm sao lai tạo ra cái lúa thơm, phối hợp các yếu tố vừa chịu mặn, vừa năng suất cao, dễ trồng, ngắn ngày. Thưa ông, giống lúa ST25 đã lai được mùi thơm của hoa lài và lá nếp, hay là hoa lài và quả dứa, hay là dứa và hoa huệ? Bốn phương án đưa ra đều không có trúng nhầm cái việc chúng tôi làm. Ở Thái Lan họ đến cái trại mình đã hỏi, nhờ đâu ông thắng tụi tôi? Cái câu trả lời Thái Lan nói như thế này: cái đất nước tôi lại kéo dài, có hai vựa lúa. Ở đồng bằng Bắc Bộ có giống lúa thơm cốm là hồi xưa để tiến vua. Ở trong Nam thì chúng tôi cũng có những giống lúa thơm, mùi lá dứa. Khi chúng tôi tổ chức lai hai cái loài khác nhau đó, thì chúng tôi tạo ra được một mùi khác biệt. Và nhờ tính khác biệt này chúng tôi thắng không? Cái quan trọng nhất là mấy ông này lấy giống đi xài thì mới biết cái thành quả mình làm tới đâu. Cái vai trò người nông dân lớn là ở chỗ đó. Và nếu mà nhìn lại cả một quá trình chúng ta đã sáng tạo, thì công thức của sự sáng tạo là gì? Tất cả là thực chứng. Lúc đầu mình lại có chủ trương hai vụ lúa ở vùng này nữa chứ. Thì mình thấy sai, rồi tới phiên ông nông dân sai, nuôi tôm bỏ lúa. Thì bây giờ cuối cùng là một sự phối hợp nhẹ nhàng giữa đôi bên. Thế còn với người nông dân chúng ta thì để có thể tìm ra cái mới, để có thể thành công được thì bí quyết là cái gì ạ? Bí quyết là mình phải là học hỏi. Cái nào mà thất bại thì mình rút kinh nghiệm lại. Nhờ các nhà khoa học rồi người ta xuống tập huấn, rồi mình cũng học hỏi thêm, nghiên cứu lại, sáng tạo ra cái nào hay. Thưa quý vị, đổi mới sáng tạo không phải là một quá trình ngày một ngày hai. Đối với kỹ sư Hồ Quang Cua, với ông đổi mới sáng tạo phải dựa trên những thực chứng. Với người nông dân của chúng ta, đổi mới sáng tạo luôn là sự học hỏi và sự chuyên cần, tìm tòi hàng ngày, đúng không ạ? Còn với tất cả chúng ta, những cái điều đó có thể là một cái gợi ý để cho một năm mới Giáp Thìn đầy niềm hy vọng ở sự an khang và thịnh vượng.
dòng mình trồng khoai lang, trên đất dòng mình trồng dưa gang. Sớm mai em gánh nước bên đàn, khéo tay mà chăm bón cho mầm đậu lên. Tăng tình tăng tình tình tăng, tăng tình tăng tình tình tăng. Trên đất dòng mình chờ đợi ai, nghe tiếng hò và lòng trộm thương. Hỡi cô gánh nước bên đàn, còn bao là bao gánh nữa, để qua là qua gánh dù. Tăng tình tăng tình tình tăng, tăng tình tăng tình tình tăng. Bàn lưng cho đất, bàn mắt cho trời, người mình lao động hiến dâng cho cuộc đời. Không một ngại dù nắng hay mưa sớm tối, dân đang vun trồng cho cuộc đời đẹp tươi. Tăng tình tăng tình tăng tăng tình tình, gieo trong mưa tận dầu hoa trên khắp quê hương mình. Để bao giờ mồ hôi mùa nắng hay rơi trong từng tấc đất, người dâng cho vạn vật này mà tình yêu người nông dân. Trên cánh đồng chỉ một mình anh, thương giới chờ mà chờ đợi ai. Khổ thân con khỉ ở trong lùm, đất không mà lo cuốc, lo dòm người ta. Tăng tình tăng tình tình tăng, tăng tình tăng tình tình tăng. Nghe gió về là về mây mang, nghe gió về là buồn thênh thang. Gió đưa gió đầy tình thương, đừng nghe mà em mắc cỡ, tính em thì hay bắt đền. Tăng tình tăng tình tình tăng, tăng tình tình là tình tình tăng. Xuân về thật lung linh tiếng trống hội ngoài đình, bà con sung sướng trong bộ áo dài thật xinh, vui quây quần bên gia đình phút giao thừa anh bình minh. Mùa xuân năm mới đã về, mùa gà hái ra vui ghê, thức ngon chén ngon tràn trề, ra mừng múa gà sung xuê. Mùa xuân năm mới đã về, mùa gà hái ra vui ghê, thức ngon chén ngon tràn trề, ra mừng múa gà sung xuê. Chứng kiến dấu ấn của một làng quê miền Trung Việt Nam được vinh danh trên bản đồ du lịch thế giới. Bởi đây là nơi có sự đa dạng sinh học, thiên nhiên hoang sơ hùng vĩ, hệ thống hang động đặc sắc, khoảng hơn 20 hang động lớn nhỏ. Nhưng cũng chính bởi bao quanh là các dãy núi đá vôi chập trùng, Tân Hóa được xem là rốn lũ. Trận lũ lịch sử tháng 10 năm 2010, cái nhà tôi là thằng xoay tròn thằng tôi. Nhìn được mình mong nhưng biết nhà chủ nó hết. Thậm chí áo quần là được cái quần lùi về cái áo thôi, là đi trận lũ thôi. Trông cho người sống thôi, người nằm đấy là lũ hắn lấy rồi thôi. Sau trận lũ lịch sử 20 ăn Tết là coi như là nhà thì không có gì. Buồn nhé. Để vượt qua để khỏi những cái giai đoạn khó khăn, người dân Tân Hóa từ sáng tạo bảo nhau mà làm nhà phao. Mùa lũ là mình lên đó mà trần lũ luôn. Không chỉ vậy, người dân Tân Hóa còn biến nhà phao thành một sản phẩm du lịch độc đáo. Nhà phao từ ngôi nhà an toàn đã được trang bị đầy đủ tiện nghi, bài trí theo ý tưởng sáng tạo của mỗi chủ nhà, trở thành nơi mang lại thêm nguồn thu nhập không hề nhỏ cho mỗi hộ gia đình. Và đặc biệt hơn cả, vừa đẹp vừa chắc chắn. Dân Tân Hóa nói chung tự hào. Cái hôm tây đây là coi thích ứng thời tiết. Khắc phục tính thời vụ của hoạt động du lịch do ảnh hưởng của thời tiết và biến đổi khí hậu, những homestay từ nhà phao này được khai thác quanh năm, kể cả trong mùa lũ, để du khách có thêm trải nghiệm về cuộc sống của người dân bản địa, tận mắt chứng kiến cảnh quan thiên nhiên khác lạ trong những ngày nước ngập.
Điều này sẽ thay đổi cái nhìn về một nơi vốn được xem là rốn lũ. Chúng tôi đến đây để ngắm nhìn thiên nhiên địa phương và phát hiện ra rằng khả năng thích ứng với thiên nhiên, với thời tiết của người dân nơi đây thực sự rất ấn tượng. Đây là một trong những điểm đến tuyệt nhất trên thế giới mà chúng tôi từng ghé thăm. Trước thì là lâm nóng, cũng mệt mỏi, còn hiện tại là bắt đầu cổm tây lên là người là cái thoải mái, cái khỏe hẳn, khác được nhiều lắm. Có cái nguồn thu nhập làm hôm tây qua năm mới giáp thìn đây là ăn thịt thì vui vẻ hơn, trang trải hơn, thì mình lý chi có kéo nhiều hơn. Năm mới tôi cũng mong muốn những việc như là cho khách đông đủ về làng Tân Hòa tham quan cho nhiều hơn, mà chơi trong làng cho vui hơn. Dân của Tân Hòa ấm nó đoàn kết. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, non nước mây trời lòng ta mê say, sóng nước trùng dương dài theo bờ cát, những dây đào xa nằm nghe biển hát. Theo những cánh chim bầu trời bao la, con sóng đung đưa thuyền ra khơi xa, vẫn mang tình em mùa xuân rực rỡ, giếng nước bờ tre nồng thơm xa lúa. Biển sóng mênh mông màu xanh yêu thương, đất nước quê hương lồng lộng gió muôn phương. Những câu hát về hòn đảo xa hùng vĩ, những năm tháng là bản trường ca biển khơi dũng sĩ, như ngọn hải đăng sang trôi. Chiến công chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, non nước mây trời lòng ta mê say, những cánh buồm sóng chạy theo dòng ca, những dây đào xa đẹp như bài thơ. Theo những cánh chim bầu trời xanh trong, con sóng đi theo thời gian mênh mông, vẫn mang tình em mùa xuân rực rỡ, đáo nước lòng trai ngày đi biển xa.
những ngày cuối cùng của tháng Chạp năm Quý Mão, khi nhà nhà đang sum họp chuẩn bị đón năm mới, thì ở giữa trùng khơi, trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc, vẫn có những con người đang ngày đêm bám biển để tìm kiếm khai thác những dòng dầu quý giá cho đất nước. Xin chào anh. Chào anh. Vâng, chúc mừng năm mới mọi người. Ồ, quá đẹp luôn. Wow, đây chính là cái giếng số 1, giàn khoan MSV1, mỏ Bạch Hổ. Giàn khoan MSV1 là giàn khoan đầu tiên của liên doanh Vietso Petro. Cũng vào một năm thìn cách đây 36 năm, sau hành trình gần 30 năm tìm kiếm, chính tại giếng BH1 của giàn khoan này đã xuất hiện dòng dầu lên đến 2.000 tấn trên một ngày. Và đó là tấn dầu đầu tiên được khai thác từ tầng móng. Mùa xuân đến làm đẹp bài ca, mùa xuân đến. Bạn không thể tưởng tượng được cái giếng này nó nóng hổi, nó rung bần bật này. Dòng dầu nhiệt độ nó lên tới hơn 100 độ. Cái lưu lượng mà sản phẩm của nó là 1.000 tấn ngày đêm. Cho nên là khi mà tất cả thấy cái dòng dầu như thế thì mọi người đúng nghĩa là cười như được mùa đấy. Vâng, thưa quý vị, đồng chí Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã nói rằng là Việt Nam đã đứng lên được bằng hai chân. Một chân đó chính là khoán 10 và một đứa chân đó chính là việc tìm ra dầu, chiến công của ngành dầu khí. Ta vừa lắng nghe câu chuyện tìm ra dầu ở tầng móng của mỏ Bạch Hổ. Chính nhờ cái việc mà ta quyết định xây dựng dàn MSV này, chúng ta mới có một cái lực lượng trưởng thành rất là nhanh. Cái lợi ích đó ấy, nó không đến được bằng tiền. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là hết sức quan trọng cho cái nền móng để mà phát triển cái lực lượng dầu khí của mình. Tôi nghĩ rằng cũng như những người của năm 1988 thì ở đây đều là những người đang tiếp tục một công cuộc tìm kiếm để lấy dầu về cho Tổ quốc. Trước kia có vô cùng nhiều những gian nan thách thức, còn bây giờ lại là những gian nan thách thức cũng không kém phần khó khăn. 2023 giá thuê giàn rất cao, cũng như là các chi phí vận chuyển logistics đã tăng lên rất là nhiều. Trong cái bối cảnh đó mà Vietso Petro đã có những cái thành tích rất là kỷ lục khi hội đồng liên doanh đã đưa ra chỉ số 2023 phải đạt được 2.750.000 tấn dầu. Kết quả là đã đạt được vào ngày 12 tháng 12, còn đúng ngày 31 tháng 12 đã đạt được 2.950.000 tấn dầu. Năm Quý Mão cũng là một năm lịch sử của ngành dầu khí, khi đạt doanh thu cao nhất sau 62 năm xây dựng và phát triển với 942,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 9,2% GDP cả nước. Chúng ta đã có rất là nhiều nỗ lực trong một năm, và khi ngày Tết đến xuân về là lúc mà tất cả mọi người đều cũng mong muốn có được một kỳ nghỉ về bên gia đình. Nhưng những cán bộ công nhân viên ở đây vẫn sẽ phải trực để có thể đảm bảo cho dòng dầu liên tục được khai thác. Những ai ở đây sẽ trực trong những ngày Tết ạ? Toàn bộ chứ toàn bộ. Ai là người mà ăn Tết sau gia đình nhiều lần nhất thì xin giơ tay ạ. Vâng, anh Lê Quang Minh. Tôi thì công tác trên giàn khoan hiện nay là 32 năm. Và ăn Tết ở trên giàn khoan thì cứ một năm ở bờ, một năm ở biển, tức là 16 năm và ăn Tết ở trên giàn khoan. Ai cũng thế, khi vào ngày Tết thì muốn sum vầy gia đình vợ con, đặc biệt là trước di ảnh của ông bà cha mẹ, một thắp nén nhang. Gia đình, vợ con, cháu đoàn Tết vui vẻ và luôn hướng về người cha đang làm việc ở giàn khoan, làm sao thật khỏe mạnh và an toàn đến ngày đầu xuân năm mới về với đoàn tụ gia đình để đón cái Tết muộn hơn một chút cũng được. Năm ngoái em cũng mới cưới vợ thì cảm xúc thì vẫn như ngày đầu, là lúc nào cũng nồng thắm và lúc nào cũng hạnh phúc, tim nổ cháy. Năm nay là năm ăn Tết đầu tiên ở chàng xa nhà, nửa thời gian sống ở gắn bó làm việc ở giàn khoan thì biển là nhà, đồng nghiệp thì có thể như là người thân, nhưng mà cứ mỗi khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng á, cảm xúc nhớ nhà thì vẫn có. Nhân dịp chào xuân năm mới, kính chúc tất cả anh chị em đồng nghiệp, bạn bè thân hữu gần xa, đặc biệt là mẹ và chị thật nhiều sức khỏe, hết Tết con sẽ về. Xuân từ những bàn tay với tấm lòng Việt Nam Liên Xô. Xuân từ những...
cho thấy rằng càng có khó khăn, chúng ta càng thấy hun đúc những tinh thần để làm nên những mùa xuân mới, đưa Tổ quốc chúng ta tiếp tục cất cánh. Đôi bồ câu đang bay về hướng, anh cùng em đi ra cổng trường. Gió lộng trời xanh, chim hót hoa đưa hương, với cả tình ta nâng bước ta lên đường. Như ngày qua em ở hậu phương, như ngày qua anh nơi trên trường. Đã hẹn cùng nhau thế giới lấy quê hương, cho ngày hôm nay vai sánh vai trên công trường. Ơ ta xây những nhà máy, ta xây những công trình, trời xanh vườn ống khói xuân sang khắp nơi nơi. Xua tan những nghèo đói, xua tan những lầm than, mẹ cha vẫn ước mơ ngàn đời và nước mơ. Nắng mưa vẫn bền chí, gió sương vẫn vững lòng, tình yêu đang rẽ sóng đi tô thắm non sông. Nhớ ghi mãi lời bác, trái tim mãi hồng tươi, đẹp thay những lứa đôi vì quê hương mến. Xây những nhà máy, ta xây những công trình, trời xanh vườn ống khói xuân sang khắp nơi nơi. Xua tan những nghèo đói, xua tan những lầm than, mẹ cha vẫn ước mơ ngàn đời vẫn ước mơ. Nắng mưa vẫn bền chí, gió sương vẫn vững lòng, tình yêu đang rẽ sóng đi tô thắm non sông. Nhớ ghi mãi lời bác, trái tim mãi hồng tươi, đẹp thay những lứa đôi vì quê hương mến yêu. Nào đi ta đi lên, dừng xây quê hương ta bừng sáng, đẹp trong muôn câu ca. Đây là cái Tết mà có lẽ cả đời này không bao giờ mình quên được. Ngày 20 tháng 12 năm 2023 thì là gia đình tôi phát hiện ra là chồng tôi bị u não. Thì cái khối u lớn lên nó sẽ gây ra rối loạn cái chức năng. Và nặng hơn nữa thì sẽ làm cho người bệnh không thể sống chung được với khối u đó. Cái u thần kinh đệm này thì hầu như là luôn mọc trở lại, ảnh hưởng đến tính mạng. Rất là sốc ạ. Mình mới sinh con xong được có 3 tháng. Nhiều lúc mà khóc cũng không dám khóc trước mặt anh ấy, tại vì sợ anh ấy biết, sợ anh ấy buồn. Mong là có được càng nhiều năm theo càng tốt, mà nhất là con nó còn nhỏ quá. Mong muốn lớn, nó có bố được lớn lên cùng với bố nó. V
Với ca bệnh như thế này, nếu mổ theo phương pháp gây mê toàn bộ, sẽ có nguy cơ cao người bệnh bị rối loạn ngôn ngữ và trầm cảm. Phải tâm niệm một điều là cứu sống người bệnh, nhưng mà phải bảo tồn tối đa cái chức năng của họ. Khi chúng tôi đi học ở nước ngoài rồi, chúng tôi cũng thấy được phương pháp mổ thức tỉnh khả thi ở Việt Nam. Phẫu thuật não thức tỉnh tức là một cái phẫu thuật xử lý một số cái tổn thương ở trong não, trong khi bệnh nhân vẫn tỉnh táo. Thay vì gây mê toàn bộ quá trình, bệnh nhân trong các ca phẫu thuật não thức tỉnh được gây tê phần lớn thời gian mổ. Việc bệnh nhân duy trì sự tỉnh táo và tương tác với bác sĩ trong quá trình phẫu thuật sẽ cho phép bác sĩ theo dõi các chức năng nhằm giảm thiểu tối đa các biến chứng cho người bệnh. Nhưng khi đưa phương pháp này về Việt Nam, các bác sĩ bệnh viện Việt Đức đã gặp một thách thức, đó là thiếu máy kích thích điện. Chúng nó đắt tiền mà lại chưa biết là có dùng được cho bao nhiêu bệnh nhân. Chúng tôi phải dùng cái hệ thống giao điện thông thường. Giao điện là thiết bị phẫu thuật thường dùng trong mổ như rạch da, cầm máu, lần đầu được bác sĩ Việt Nam ứng dụng vào mổ não thức tỉnh. Chúng tôi điều chỉnh cho nó phù hợp mà không cần dùng cái máy chuyên dụng nữa, nhưng mà vẫn đạt cái tiêu chí rất an toàn. Emmanuel, that holiday, you will stay in Vietnam, in Hanoi or where? Of course, now I cannot fly anywhere. No, you can. 1 week or 2 weeks after surgery. That means you go to your wife, right? Vừa run vừa lo mà vừa sốt ruột. Okay, Emmanuel, I finished to remove the tumor. Good, I happy. Trước mắt thì khi sinh thiết ngay trong mổ thì giải phẫu bệnh trả lời chúng tôi lên được một cái u lành. Xin chào với chị, anh là kết quả sinh thiết thì lại u lành. Ôi trời ơi, mình có được. Ôi thật sự mình có được. Không nghĩ là mình được. Thật đấy hả chị? Trận chiến này thành công rồi. Các bác sĩ làm tốt lắm. Bác sĩ hello. Hello. Các con rất là vui vì được gặp lại bố sau khoảng hơn một tuần. Thì gia đình cũng rất là cảm ơn đội ngũ y bác sĩ ở Bệnh viện Việt Đức. 1, 2, 3, chúc mừng năm mới. Happy New Year. Năm Quý Mão, công nghệ đã mở ra cho con người những khả năng chưa từng có, nhưng cũng đồng thời mang lại những nguy cơ chưa từng có. Con người càng phụ thuộc vào thiết bị thông minh thì nguy cơ bị tấn công càng cao. Một thiết bị điện tử là một hệ thống hàng trăm, hàng ngàn những chi tiết, con chip, vi mạch, dòng cốt. Và mọi chi tiết đều có thể bị hack. Và đã có những chàng trai Genji góp tay chung sức đẩy lùi nguy cơ này. Tư duy, hành động của họ phải nhanh hơn và đi trước các hacker. Đó là những chuyên gia nghiên cứu bảo mật. Ở Việt Nam thì một cái vấn đề lớn nhất về an toàn bảo mật đó là người dân sử dụng thông tin cá nhân của mình một cách không đúng. Họ tin tưởng những cuộc điện thoại và những tin nhắn chưa rõ ràng về những cái chiến thuật mà đối tượng lừa đảo và những người xấu có thể sử dụng. Hàng ngày tại công ty thì tôi tham gia phân tích phát hiện các cái lỗ hổng bảo mật của các cái phần mềm của các hãng lớn trên thế giới, ví dụ như là Google, Microsoft, báo cáo cho các hãng sản xuất phá các lỗ hổng đó trên các phần mềm. Tôi đang gián tiếp bảo vệ những người dùng tại Việt Nam và trên thế giới. Và cái tri thức về các phương pháp tấn công mới và các phương pháp phòng thủ mới mà chúng tôi có được trong cái quá trình tìm kiếm các lỗ hổng phần mềm ấy thì giúp ích rất nhiều trong cái việc là chúng tôi cải thiện các hệ thống giám sát bảo vệ khi mà Viettel cung cấp cho khách hàng. Congratulations to Team Viettel. Chúc mừng đội Viettel đã giành chiến thắng trong cuộc thi Huon 2023. Năm Quý Mão đánh dấu lần đầu tiên một đội Việt Nam giành ngôi vô địch cuộc thi tấn công mạng uy tín trên thế giới Huon 2023. Đây được xem là World Cup của giới bảo mật, có sự góp mặt của các hãng công nghệ hàng đầu như Microsoft, Apple. Các đội thi phải tìm ra những lỗ hổng bảo mật chưa được biết đến của các thiết bị, phần mềm của các hãng công nghệ sừng sỏ trên thế giới.
Điểm đặc biệt, việc khai thác lỗ hổng đó phải được trình diễn trực tiếp trong thời gian 30 phút. Đội Viettel đã đạt điểm tuyệt đối tại 7 hạng mục đăng ký và trở thành nhà vô địch cuộc thi một cách thuyết phục. Những nhà vô địch chính là các thành viên của công ty an ninh mạng Viettel VCS, trong đó 75% thuộc thế hệ Gen Z. Ngay từ đầu thì chúng tôi đã xác định là chúng tôi tham gia để tranh chức vô địch. Các bạn trẻ, các bạn ý nổi bật hơn, có kỹ năng cao hơn rất nhiều, sáng tạo rất nhiều. Các bạn ý có tiếp nối một phần tri thức của những người đi trước, nhưng bản thân các bạn ý cũng có những cái cố gắng riêng của mình để có thể đạt được những thành công như bây giờ. Công việc nghiên cứu về an toàn thông tin khiến cho tôi kiểu cảm thấy rất tự hào về bản thân. Tôi có thể đóng góp cho những người sử dụng sản phẩm, thậm chí cũng không biết mình là ai. Sự an toàn, cái điểm thú vị của công việc đó là có thể thỏa mãn được cái tôi. Những cái sản phẩm ở nước ngoài họ đã tốn một cái lượng vốn rất là lớn, thời gian và nhân lực cùng đầu tư vào. Và bây giờ chúng ta là sẽ là người chỉ ra được lỗi ở trong những cái sản phẩm như vậy. Thì có thể nói là một cái chiến thắng này cho bản thân. Trong năm mới thì có lẽ tôi mong muốn nhất là chúng tôi tiếp tục chinh phục các đỉnh cao mới trong các cuộc thi này để có thể mang lại niềm tự hào cho đất nước. Kiến bước nhảy của Việt Nam trong hạ tầng số. Công nghệ 5G đã, đang và sẽ thay đổi phương thức chúng ta sống và làm việc, cho phép vạn vật kết nối giữa người với người, kết nối giữa người và thiết bị, kết nối giữa các thiết bị với nhau. Lần đầu tiên, Việt Nam sản xuất thành công chip 5G, mở ra những cơ hội mới. Tăng tốc độ, tăng kết nối, tối ưu hóa năng lượng. Nhưng đằng sau bước nhảy ấn tượng này là cả một hành trình gian nan. Đối với công nghệ 4G trở về phía trước thì chúng ta rất là dễ dàng để mua những con chip. Tuy nhiên là đối với công nghệ 5G thì điều đó là không thể. Năm 2019, tờ Nikkei Asia của Nhật Bản đã đưa tin về ý định phát triển chip 5G của Viettel. Theo tờ này, trong khi Thái Lan, Philippines và một số quốc gia Đông Nam Á nghiêng về hướng sử dụng sản phẩm chip 5G được cung cấp bởi một tập đoàn công nghệ nổi tiếng thế giới, thì Việt Nam lại muốn theo đuổi con đường của riêng mình. Cổng thông tin công nghiệp di động toàn cầu Mobile World Live cũng đặt ra câu hỏi, liệu Việt Nam có khả năng tự phát triển công nghệ lõi 5G? Để làm ra một con chip nó không đơn giản như phần mềm. Nếu như mà nó trục trặc, nó không hoạt động được thì nó có rất nhiều những cái hậu quả. Đấy, thứ nhất là sẽ làm cho cái việc là mình mất tinh thần, là liệu kỹ sư Việt Nam có thể làm được con chip hiện đại như thế hay không. Thứ hai nữa là sẽ rất là tốn kém về cái việc đầu tư. Vậy các kỹ sư Việt Nam đã làm thế nào để biến điều tưởng chừng như không thể thành có thể? Câu trả lời không chỉ nằm ở những giải pháp công nghệ mà còn nằm ở ý chí của con người. Do đây là một con chip có độ phức tạp rất là cao và ở Việt Nam thì cũng chưa có một đơn vị nào có từng nghiên cứu hay là sản xuất cả. Nên là chúng tôi và các kỹ sư trẻ phải nghiên cứu và tìm hiểu rất là nhiều từ giai đoạn mà nghiên cứu đầu tiên cho đến khi đưa ra con chip cuối cùng. Thiết kế cho một con chip cũng giống như là quy hoạch trong một thành phố. Một trong những khó khăn lớn nhất, chúng tôi sẽ phải sắp xếp và quy hoạch 200 triệu transistor đấy và trong một vùng tiết diện rất là nhỏ mà vẫn phải đảm bảo về mặt hiệu suất cũng như là năng lượng. Đội ngũ kỹ sư của chúng tôi đã đến tận Bỉ, trực tiếp làm việc với kỹ sư R&D của họ. Và qua trao đổi thực tế với những cái người mà nắm giữ những cái công nghệ lõi đấy, thì chúng tôi hiểu được rằng là người Việt Nam mình hoàn toàn có thể đạt đến đẳng cấp đấy. Nó đến từ cái sự quyết tâm. Khi mà mình đón nhận một cái gì đó nó rất là khó, nếu mà tư tưởng của mình nhận thấy rằng là mình không thể làm được thì coi như mình thua cuộc ngay từ đầu. Đây là cái trạm thu phát sóng vô tuyến 5G. Đối với Viettel thì chúng tôi đã làm chủ hoàn toàn từ những cái thiết bị và cho đến những cái con chip ở bên trong này, từ thuật toán cho đến thiết kế các cái lõi xử lý, 100% nó là được thiết kế bởi đội ngũ kỹ sư của Việt Nam. Chỉ sau 3 năm, Việt Nam trở thành quốc gia thứ 6 trên thế giới có năng lực sản xuất thiết bị mạng 5G.
Đây là minh chứng rõ nét rằng Việt Nam có thể làm được. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, với sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong nước, chúng ta có thể tin rằng ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam sẽ được nâng tầm vị thế trên bản đồ ngành công nghiệp bán dẫn của thế giới. Làm chủ công nghệ sản xuất chip 5G, Việt Nam đã có sự tự tin làm chủ các công nghệ lõi, tạo ra bứt phá cho nền kinh tế số, lập nên những mùa xuân trong kỷ nguyên số. Điểm đến tiếp theo của chương trình Tết Nghĩa là Hy vọng đó là California, bang có nhiều người Việt nhất tại Hoa Kỳ và cũng là nơi khởi phát hiện tượng công nghệ thông tin gây sốt trên toàn cầu trong năm qua. Đó là người máy viết tuốt chatbot, công cụ trí tuệ nhân tạo tương tác với người dùng. Nhưng ít ai biết rằng, những ứng dụng thông minh này đều dựa trên mô hình học máy Sequence to Sequence do một người Việt góp công lớn sáng tạo ra. Tôi là Lê Việt Quốc, chuyên gia nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo ở Google. Mình và đồng nghiệp tạo ra Sequence to Sequence từ năm 2014. Khi mình làm về Sequence to Sequence, thì đa phần các mọi người ở trong ngành cũng rất là nghi ngờ. Bởi vì trước đây người ta cũng thử nhiều lần rồi và phải thất bại. Mình tin là cái ý tưởng này nó sẽ thành công, cho nên là mình cứ làm thôi. Thì giai đoạn đầu nó đúng là nó thất bại thật, thì sự nghi ngờ nó vẫn bắt đầu tăng lên. Nhưng mà mình và đồng nghiệp của mình cũng rất là quyết tâm, cho nên là sau một năm thì làm thành công. Cái ứng dụng đầu tiên bọn mình làm ấy là nó để dịch thuật, có thể giải quyết rất là nhiều vấn đề khác nữa. Làm chatbot này, có thể là nó đọc một đoạn audio vào và có thể nói được rằng là cái audio đó mình đang nói cái gì. Ngay từ nhỏ mình thường đọc sách về các phát minh trên thế giới ấy. Mình chỉ thấy là toàn là nói việc về người phương Tây. Ước mơ của mình là có thể làm thay đổi được khoa học công nghệ ấy. Việt Nam ấy có tên trên bảng đồ về khoa học và công nghệ của thế giới. Mình còn nhớ là những ngày mà mình ở Úc này, ở phía Bắc Mỹ ấy, vào thời điểm mà có tuyết ấy, rất là buồn, rất là nhớ nhà. Mình là nhớ những cái khoảnh khắc rất vui ở mình ở Việt Nam. Được sống trong cái bầu không khí Tết nó chỉ còn phân nhỏ thôi so với Việt Nam thôi. Nó làm cho mình rất là giảm nhớ nhà. Bởi vì nó giống như trong tiềm thức của mình ấy, nó nhắc nhở cho mình là về quê hương. Bằng hạt lúa mới và về đây nghe lại tiếng nôi thơ ấu khúc hát ban đầu. Về đây nghe em, về đây nghe em, về đây thả ước mơ đi hát dạo để đời đời làm giọt sương mai, để chào đời bằng lòng mới lên, để hận thù người người lắng xuống và tìm nhau như tìm xót xa trong lúc lệ đã đầy vơi. Này người ơi, vươn cao đem ánh sáng hân hoan trên trời, rọi vào đời cho ta tình cầu yêu. Trên môi em thơ là tiếng hát hân hoan cho đời, và về đây cho nhau nụ cười tương. Thank you.
cùng hát trên sông nước này, chờ lòng người trở về quê hương, chờ hồn người vào dòng suối mát, chờ thật thà vào lòng dối trá, và nhạc hoa xin tạ chút ơn hạnh phúc khi đã gặp nhau, và nhạc hoa xin tạ chút ơn hạnh phúc. Đón những người thân trở về, với nhiều gia đình, đó lại là một mong ước khó thành hiện thực. Tại xóm Chính Chủ, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, một vùng căn cứ địa cách mạng, có 9 gia đình thì có tới 17 liệt sĩ, 7 mẹ Việt Nam anh hùng. Tất cả mẹ tôi là sinh ra 9 người con, 7 người đi xâm do cách mạng, 4 người là liệt sĩ. Tôi rồi nữa tôi đi bộ đội rồi tôi về. Ở nhà là khổ biết mấy. Tới bữa nấu cơm á, thì cơm là ghế sáng, ghế khoa, ghế củ chát rồi vô là ba bốn thứ vô. Cơm á là hắn lọt ở dưới cái nồi như này. Tới bữa dọn cơm á là mẹ tôi biêu lừa cho anh ba mày một miếng cơm cơm nha. Giá trị nào được phần chén cơm này là cho tôi. Cái đó là tôi không bao giờ tôi quay nữa. Mẹ tôi có mất do phố địch không bán. Thì hồi mẹ tôi mất á là em tôi còn hết. Sao mẹ tôi mất năm 68 là 4 đứa em mất năm 68. Cho nên không còn một cái di ảnh nào cả. Trời mẹ tôi với là các em là chỉ có cây hương ngọn đèn. Tôi về thăm mẹ tôi thì mẹ tôi khóc. Tôi nói mẹ tôi không phải yên trí ở nhà bấm trụng. Từ khi nào nước nhà thống nhất là tôi sẽ kêu hết tập trung về đứng trước mẹ hai hòn để cho mẹ xem đứa nào còn đứa nào mất. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà tôi phải thực hiện một dự án nó khó như này. Trước đây thì phục dựng những hình ảnh của liệt sĩ là từ những bức ảnh bị hoen ố hoặc là mất nét hoặc là mờ thì AI nó có thể xử lý rất là tốt. Nhưng mà sang cái dự án này thì thực sự là nó tạo cho một cái sự khác biệt vô cùng lớn. Một gia đình có tới 9 người con nhưng mà 4 người không có hình ảnh và phải dựa vào những cái người con, người cháu rất nhiều thế hệ. Và mô tả là liệt sĩ này giống ông anh, nhưng ông anh lại già quá rồi. Liệt sĩ hy sinh ở năm 18-20 tuổi, nhưng ông anh đến khi có ảnh thì ông anh đã là 70-80. Do đó thực sự cũng là một thách thức. Họ kỳ vọng, họ trông đợi được nhìn thấy người thân của mình, được cảm giác là một gia đình đoàn tụ trong thời khắc năm mới như này. Họ đợi rất nhiều năm rồi, chắc phải được 4-60 năm rồi. Đây là một bức, có thể gọi là bức tranh, có thể là ảnh. Thì cháu có lấy các cái hình ảnh của gia đình mình và sáng tác ra một bức bức ảnh. Thế nên cháu rất là mong là gia đình đón nhận cái bức hình này. Bà Trần Thị Hữu Lưỡng ạ, là mẹ Việt Nam anh hùng đây ạ, cháu thử xem. Giống cậu bãi gớm này. Thế răng giống người đen bà. Ấy. Răng giống hai người đây. Tôi thứ bà, hắn thứ tối. Hả? Giống đây nè. Giống. Đỏ nè. Giống mày. Thôi rồi, nó là mới có 20 tuổi giống đó. Mới 20 tuổi. Mà đi du kích. Hắn hồi nó trên gái lắm. Ừ, trên gái lắm. Phục hồi là được những cái chân dung như thế là rất là quý, làm gì có, làm gì gặp được, chỉ có mơ màng nữa thôi chứ còn không
không thể gặp được. Làm sao gặp đâu, không đâu có không gặp. Có lẽ bữa nay là hạnh phúc nhất. Phải nói là đây là cũng là một sự đoàn tụ của gia đình. Có nó tao rồi sáng này này, hồi hôm ngủ thấy mẹ về. Đúng là mẹ về thiệt. Bao nhiêu năm trong chợ. Kịp trước giao thừa, được nghe tiếng mẹ hiền thân thương, được tựa vào vai ấm của cha. Cha ơi, trái tim con giờ đây vẫn nhớ kỷ niệm xưa, ngày Tết đón giao thừa, ngôi nhà nhỏ vẹn nguyên những ký đẹp nhất. Theo cha đón xuân về nhà, như mẹ đón con vào lòng. Tình yêu thương mở cánh cửa mùa xuân. Tết là hạnh phúc khi con trở về ngôi nhà yêu dấu tháng năm tuổi thơ. Tết là mái ấm bên nhau sum họp đón mùa xuân mới. Trời lấp lánh màu hạnh phúc, trở về trong vòng tay ấm áp của mẹ, dành lời chúc yêu thương tặng cha. Xuân về mang khát khao và bao mơ ước. Chúc mừng năm mới. Tết là quê hương. Tết là hy vọng. Chào quý vị và các bạn, lúc này thì chúng ta đang đứng trước thời khắc đón giao thừa. Và xung quanh tôi lúc này thì có rất là nhiều du khách cùng với rất nhiều những doanh nhân của thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi đang có mặt trên một chiếc du thuyền đi trên sông Sài Gòn. Đây là một trong những loại hình du lịch rất là phổ biến và rất được ưa chuộng của thành phố Hồ Chí Minh trong những năm gần đây. Da 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 da.
thưa quý vị, và lúc này thì tôi đang đứng cạnh bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam, và đây là ông Lê Trí Thông, là Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, và đầu tiên thì các anh chị doanh nhân đã mang đến cho chúng ta bầu không khí rất là rộn ràng đứng trước thềm năm mới như vậy, thì lúc này thì cảm xúc của bà như thế nào? Xin chào tất cả mọi người, năm mới thì cũng sắp tới, kính chúc mọi người, mọi nhà năm mới mọi sự may mắn, bình an và hạnh phúc. Thì cái cảm xúc của chúng tôi chắc là cũng như tất cả các doanh nhân, năm mới là luôn luôn tràn đầy một cái hy vọng mới, là năm mới sẽ tốt hơn năm cũ, sức mua sẽ có thể cải thiện hơn và sẽ tốt hơn nhiều để giúp cho các doanh nhân phát triển hơn, nền kinh tế phát triển hơn và đời sống mọi người sẽ tốt hơn. Dạ vâng ạ. Còn anh Lê Trí Thông thì lúc này anh đang có những cái suy nghĩ như thế nào? Đi trên dòng sông Sài Gòn, ngắm nhìn những tòa nhà, không khí cảm nhận là một hy vọng cho một năm mới. Nhưng mà lại có một cái bồi hồi để nhìn về những cái khúc quanh của dòng sông và nhìn về những khúc quanh của nền kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Và thực tế chúng ta đã trải qua nhiều khúc quanh, trong đó thế hệ của chị Liên cũng đã trải qua những khúc quanh đưa kinh tế thành phố Hồ Chí Minh từ bao cấp sang thị trường. Và rồi sau đó thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục một khúc quanh khác và dẫn cho đoàn tàu kinh tế cả nước đi vào câu chuyện của hội nhập. Và ngày hôm nay chúng ta đang bước vào một khúc quanh mang tính chiến lược để bước vào một câu chuyện của nền kinh tế xanh, nền kinh tế tri thức và câu chuyện dựa trên sáng tạo để tiến về phía trước. Như vậy thì ở mỗi khúc quanh khi mà chúng ta đi qua, theo ông đánh giá thì là thường sẽ có những cái điều gì? Dòng sông nếu chỉ đi vào khúc đường bằng và chảy thẳng nó sẽ lững lờ, còn qua khúc quanh nó lại lao nhanh hơn về phía biển. Nhưng mà dĩ nhiên nó cũng sàng lọc các doanh nghiệp, những doanh nghiệp có nội lực, những doanh nghiệp có ý chí và có một sự sẵn sàng thì lại vượt qua khúc quanh và tiến nhanh hơn ra phía biển lớn. Bà Mai Kiều Liên, theo bà thì có cái bí quyết nào không để trong năm mới này 2024 chúng ta có thể là cùng bay cao như vậy ạ? Mọi người vẫn nói thương trường là chiến trường, có người bỏ cuộc, có người thì vẫn tiếp tục chiến đấu, mà muốn tiếp tục chiến đấu thì phải có thực lực và dũng khí. Muốn có thực lực, muốn có dũng khí thì tất cả đó nó là con người. Nếu mà con người mà chúng ta có đam mê, mong muốn, khát vọng cống hiến để cho cuộc sống của mọi người tốt hơn, góp phần vào nền kinh tế phát triển hơn, đưa Việt Nam ngang tầm quốc tế thì tôi nghĩ làm được. Dạ vâng, một niềm tin rất là mãnh liệt với các thế hệ doanh nhân của Việt Nam. Trong năm vừa qua, năm Quý Mão, Việt đưa ra nghị quyết 98 của Quốc hội tạo ra được những cơ chế mới. Và như vậy hướng về năm mới, năm Giáp Thìn, chúng ta mong đợi một năm mới của sự đồng lòng, của sự đồng tâm và có câu chuyện của cộng hưởng giữa chính quyền, những người cầm tay lái về chính sách với những người cầm tay chèo, các cộng đồng doanh nhân. Cùng với nhau chúng ta đưa con thuyền của thành phố Hồ Chí Minh tiến nhanh hơn về phía trước. Và chúng tôi rất mong đợi một năm mới, năm Giáp Thìn, thành phố Hồ Chí Minh sẽ vươn mình tiến lên như thế của rồng bay. Dạ vâng, xin cảm ơn ông, và rõ ràng là trước thềm năm mới, ngay trên dòng sông này chúng ta đón giao thừa cùng nhau và chúng ta cùng chúc cho thành phố Hồ Chí Minh cũng như là cả đất nước sẽ ngày càng vững bước đi lên, bứt tốc, bứt phá hơn nữa trong năm mới 2024 này. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Chưa phải ở nước đây, những đứa con là phải hăng say, người thì gia đình khi đã mỏi đôi tay, pháo hoa nở sáng long lanh, mang cho mỗi nhà một đôi bánh trưng xanh, chúc cho đồng bào giặc vàng mọc đỏ, một năm đủ đầy tương lai sáng tỏ. Đây tết ơi, tết ơi, tết này, tết về đây trên thành phố này, tết ơi, tết ơi, tết này, một năm hạnh phúc chuẩn bị đến đây.
Chào quý vị khán giả truyền hình cả nước. Và để nói về miền Trung trong năm 2023 thì nhiều người sẽ nhớ về sự hồi phục của ngành du lịch. Năm 2023, phố cổ Hội An đã đón hơn 4 triệu lượt khách trong nước và quốc tế. Và trong thời khắc và không gian đặc biệt này, hãy cùng chúng tôi gặp gỡ với một người đã dành nhiều tâm huyết để cùng với chính quyền và người dân thành phố trong công tác bảo tồn di sản. Đó là ông Nguyễn Sự, Nguyên Bí thư Thành ủy Hội An. Thưa ông, trong năm 2023 thì Hội An đã chính thức gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Điều này một lần nữa khẳng định những giá trị mang tính hồn cốt của đô thị cổ Hội An. Nhưng mà điều đó cũng đặt ra những thách thức như thế nào trong công tác bảo tồn và gìn giữ nét văn hóa truyền thống? Tôi nghĩ như thế này, thách thức thì lúc nào là cũng có, chứ không phải đợi khi gia nhập các mạng lưới các thành phố sáng tạo đó. Mà không chỉ là thách thức đối với mảnh đất Hội An, mà tôi nghĩ nơi nào cũng có thách thức và do đoạn nào cũng có thách thức. Mà đặc biệt á, trong điều kiện hội nhập bây giờ, thách thức còn lớn hơn. Mà cái thách thức lớn nhất vẫn là vấn đề văn hóa. Bởi vì người ta vẫn biết rằng văn hóa bao giờ nó cũng mong manh, nó dễ vỡ lắm. Có những lúc mình đi một đoạn rồi mà mình bị thay đổi một cách rất là vô tình, đến khi mình nhìn là mình không còn là ai. Làm sao để Hội An mãi là Hội An nhưng vẫn luôn sáng tạo, thì chúng ta còn phải chăm chút nó, còn phải nâng niu nó, còn phải gìn giữ nó, còn phải làm sao nó mãi mãi nó sống, nó lung linh và sáng lên, thì chính cái đó là bình thường. Vâng, tôi rất là thích một câu nói của ông, đó là văn hóa rất là mong manh, dễ vỡ và chúng ta phải chăm chút và gìn giữ nó. Vậy thì để chăm chút và gìn giữ đó thì chúng ta cần phải có những giải pháp như thế nào không? Tôi nghĩ rằng nó phải đi vào trong tâm khảm của người dân. Mà chính cái sự sáng tạo của Hội An suốt gần nửa nghìn năm á, là từ cộng đồng. Con người đã tạo ra hồn cốt của cái phố cổ này.
và con người tạo ra cái giá trị lịch sử của mảnh đất này, và cũng là con người giữ gìn nó và phát huy nó để không chỉ cho mảnh đất này mà còn mang văn hóa ra giới thiệu với bạn bè khắp cả thế giới này. Vâng, và trước thềm năm mới Giáp Thìn thì ông có gửi lời chúc gì cho mọi người trong năm 2024? Tôi không muốn là nói cái lời chúc, bởi lúc chúc để những các vị lãnh đạo. Nhưng tôi nói đây là một ước vọng. Thì tôi ước vọng một năm mới là một cái năm trước hết nó an lành. Và đối với Hậu An, tôi ước vọng nó Hậu An phải đi cùng được với thiên hạ. Nhưng mà khi nhìn lại, mình vẫn là mình. Và làm sao để Hậu An xứng đáng cái tên của nó và mãi mãi là tên của nó, là hội tụ những điều an lành và tốt đẹp. Vâng, xin được cảm ơn ông, và chúng ta trong năm mới 2024 đều sẽ cùng nhau ước vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ cùng đến với tất cả mọi người, cũng như là đến với đô thị cổ Hội An này trong năm mới. Thưa quý khán giả xem truyền hình, tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long và ở thời điểm chuẩn bị bước sang năm mới, đó là lúc chúng ta hơn bao giờ hết cảm thấy sự kết nối với tổ tiên và với gia đình. Và ngày hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ với một gia đình. Vâng, thưa quý vị, đây là nhà thơ Vũ Quần Phương và con trai của ông, giáo sư Vũ Hà Văn. Thưa bác Vũ Quần Phương, bác có thấy Vũ Hà Văn thừa hưởng những gen gì từ bác? Về mặt suy nghĩ thì cái gen khái quát, tôi làm thơ thì thật ra thơ thì cũng nói một việc, có những ẩn ý, đấy là một cái khái quát. Mà làm toán thì các con số không cần mang đơn vị gì, nó vẫn tồn tại, nó sống được. Vâng. Cái khái quát thì nó còn làm cho người ta linh hoạt. Thế còn giáo sư Vũ Hà Văn thấy là mình thừa hưởng những gen gì từ bố mẹ mình? Từ mẹ thì tôi nghĩ là thừa hưởng những cái gen về mặt chăm chỉ, tỉ mỉ. Còn từ bố thì về trí tưởng tượng và một phần cái sự hài hước của ông thì tôi nghĩ cũng là một cái gen nó rất là đặc biệt. Vâng, giáo sư Vũ Hà Văn đang có một công trình nghiên cứu về bản đồ gen của người Việt. Cái việc chúng ta hiểu và có được cơ sở dữ liệu về gen người Việt thì nó quan trọng như thế nào? Mỗi bản đồ gen của một dân tộc thì nó nói được rất nhiều cái câu chuyện về cái con người của dân tộc đấy. Và nó cho ta rất nhiều cái thông tin thú vị và có ích về cái cuộc sống của chúng ta. Vâng. Chẳng hạn như là nghiên cứu gen thì có thể cho ta biết là chúng ta nên ăn uống dinh dưỡng như thế nào, nên tập luyện như thế nào, nên tránh các bệnh gì, và ngay cả khi có bệnh thì nên uống các loại thuốc gì. Thì đấy là những cái thông tin rất quan trọng mà tôi nghĩ là mỗi dân tộc thì nên tự xây dựng những cái công cụ để mà phục vụ cộng đồng của chính mình như thế. Cái dữ liệu hiện nay đang làm điều quan trọng nhất trong cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Thậm chí có người nói rằng là ai có dữ liệu lớn thì người có tất cả, đúng không ạ? Cả một năm chúng ta đã nói rất nhiều tới trí tuệ nhân tạo, tới dữ liệu lớn, tới những cái thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Vậy thì bức tranh lớn tổng thể ngày hôm nay mang lại những hy vọng gì? Việt Nam có chỗ đứng nào trong cái cuộc chạy đua này? Tôi nghĩ là Việt Nam bắt đầu tạo được cái chỗ đứng ở trong đó. Ít nhất là chúng ta có thể làm được những cái sản phẩm mà phục vụ cho cộng đồng chúng ta. Vì 100 triệu người cũng là một cái đơn vị rất là lớn rồi. Và sau đó thì có thể phát triển ra được các nước xung quanh. Thì đấy là cái ước mơ của tôi, và cũng rất nhiều người của thuộc cái thế hệ tôi mà làm khoa học là bây giờ mình có thể đem được một cái số kiến thức về để giúp cho các bạn trẻ ở Việt Nam mà đi theo cái con đường đó. Thế còn góc nhìn của nhà thơ Vũ Quần Phương, ông nghĩ đến hình ảnh nào khi mà chúng ta nói tới bức tranh lớn về sự phát triển công nghệ mà giáo sư Hà Văn vừa nói không ạ? Có bốn cuộc cách mạng. Những cuộc cách mạng trước ấy, thì nó kéo dài, có khi gần thế kỷ. Bây giờ cái này nó phát triển ra rất nhanh, nhưng tốc độ nó đi sẽ nhanh hơn các cuộc cách mạng kia. Nó có ghé qua Việt Nam, chứ ba cuộc cách mạng kia nó không ghé được vì mình còn đói nghèo và mình còn phải chống xâm lược, mình còn chiến tranh. Dạ. Nhưng bây giờ thì mình có hòa bình rồi, cái đời sống khá lên rồi và lớp thanh niên được học nhiều rồi, thì nó có thể đã tịp lên cái chuyến tàu này. Dạ. Nhưng mà chuyến tàu này nó tốc độ đi nhanh hơn các chuyến tàu trước. Nó qua cái ga Việt Nam này mà không lên nhanh ấy, thì khi mình nhớ tàu nhanh có thể nói là trong chớp mắt, đúng không ạ? Vâng, cho nên là chúng ta phải nhanh chóng nắm bắt như thế nào để lên kịp.
Vâng, chương trình của chúng ta ngày hôm nay ở thềm năm mới với một cái niềm hy vọng mới. Ông cũng sinh vào một năm Thìn và đây là lần thứ 7 ông sẽ đón một năm Thìn. Nếu như mà nói về niềm hy vọng của năm Giáp Thìn năm 2024 thì nhà thơ Vũ Quần Phương lúc này muốn chia sẻ với khán giả xem truyền hình một cái cảm xúc như thế nào ạ? Năm mới là hy vọng vì câu nghe có vẻ sáo nhưng đúng như thế đấy ạ. Tôi nhớ hồi còn bé, bà ngoại tôi mỗi lần năm hết Tết đến thì cụ đều chống gậy, cụ than thở rằng thôi còn dăm bữa nữa thì hết cái năm khổ năm sợ này. Mà có điều là năm nào cụ cũng nói như thế. Thì người ta chỉ dẹp bớt cái sự khổ sở người ta bằng sự hy vọng. Tôi thì năm mới nào tôi cũng hy vọng, mà tôi vẫn cứ hình dung năm mới là một cái sự lên đường. Mặc dù năm nay tôi 84 thì chân cũng chậm, mắt nó cũng bắt đầu mờ rồi. Tôi mà hoạch định cho tôi những cái việc phải làm nốt, và tôi làm nốt cái tư thế của người lên đường, chứ không phải tư thế của cái anh là bước cuối. Các bạn ít tuổi hơn thì các bạn đi nhanh, tôi thì đi chậm hơn. Nhưng tôi vẫn đi. Nhưng tôi vẫn đi. Năm Giáp Thìn sẽ tới với hình ảnh chúng ta đang đứng ở ngày hôm nay ở đây tại Hoàng Thành Thăng Long, một nơi mà gợi chúng ta một hình ảnh của con rồng. Và trong dân gian của chúng ta thì con rồng nói lên cái niềm hy vọng về một năm mưa thuận gió hòa. Con rồng cũng nói tới cái nguồn gốc là con rồng cháu tiên, và đặc biệt hình ảnh con rồng bay lên cũng nói tới một cái khát vọng của đất nước bay lên trong một năm Giáp Thìn. Xin kính chúc nhà thơ Vũ Quần Phương, giáo sư Vũ Hà Văn cùng toàn thể quý vị khán giả xem truyền hình một năm mới thật sự là sáng tạo, đổi mới và có nhiều những niềm vui mới, cùng nhau lên được. Đôi lứa tình yêu
sang bâng khuâng xuân sang những chiếc lá non. Xuân đang sang bâng khuâng xuân mang những tia nắng về. Tiếng gió hát không gian bát ngát sau đêm giao thừa. Ánh mắt ấy lời yêu ấy nụ hôn đã trao em đêm qua. Phố xa sau vút ra mùa ấy cùng khói ấm thao thức những trời cây. Tiếng gió ngát ngát môi tình ấy phút qua đây. Chớp mắt sau chiếc hôn đầu ấy là thế giới ta vẫn chưa từng thấy. Có chắc ta lớn lên từ đây một tình yêu về bên ta đây. Xuân rất hiền, này là hoa rất thơm, này là giọt sương chiếu nặng hạt ngọc trên lá cỏ, trên bông tầm xuân trước hiên nhà. Người em đã biết anh chiều qua, người em vẫn thấy khi nằm mơ, người vừa hiền cô dễ thương lại vừa đẹp trai nhất vùng, đến theo cùng hoa cỏ xuân và mùa xuân. Nồng nàn hơi thở của mùa xuân, mùa cây trổ lá và hoa cỏ mùa xuân với tiếng hát của Hoàng Hải, Hồng Duyên và Lâm Phúc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã mang không khí xuân trong không khí của ngày hôm nay. Thưa quý vị, lúc này đây thì Mỹ Lan, Lê Anh cùng rất nhiều khán giả ở thủ đô Hà Nội xin được chào đón khán giả cả nước cùng trực tiếp cập nhật với chúng tôi không khí ở điểm cầu này. Hàng ngàn khán giả đang đổ về đây, không khí thì se lạnh rất đặc trưng của ngày Tết. Và đặc biệt là rất nhiều nụ cười, ánh mắt hân hoan đang chào đón không gian của Tết nghĩa là hy vọng. Tại điểm cầu Hà Nội, xin chào tất cả khán giả truyền hình cả nước và quý vị. Xin chào tất cả quý vị. Và thưa quý vị, trước thềm năm mới, đất trời và lòng người đều đang ngập tràn những niềm hy vọng, lạc quan về một tương lai tốt đẹp. Và bởi vì Tết nghĩa là hy vọng, nên chúng tôi cũng sẽ có những món quà may mắn để gửi tới quý vị ạ. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy rút điện thoại ra được không ạ? Điện thoại của quý vị đâu ạ? Hãy mở camera và quét mã QR đã được hiện lên trên màn hình của quý vị.
và có cơ hội nhận thưởng của chương trình Quay TV 360 Chúng lì xì khủng quý vị nhé. Và bây giờ thì mã QR đang hiện ra ở màn hình ngay sau lưng của chúng tôi đây. Tất cả khán giả tại không gian của Hồ Hoàn Kiếm, thủ đô Hà Nội hoàn toàn có thể quét mã QR này cũng như quý vị khán giả truyền hình cả nước để chúng ta có được lì xì. Và chúng tôi cập nhật một chút là theo đồng hồ của Lê Anh và ban tổ chức thì bây giờ chỉ còn khoảng 3 phút nữa. Vâng. 3 phút nữa. Thời gian chúng ta chào đón năm mới sẽ trôi qua rất nhanh. Và chỉ còn ít phút thôi để quý vị có thể quét mã QR trúng phần quà của Quay TV 360. Lì xì khủng lắm nhá. Phúc và Duyên, điện thoại đâu? Rút ngay ra để quét mã QR. Xin chia sẻ với quý vị là ngày hôm nay Mỹ Lan và Lê Anh cũng đã tranh thủ trong lúc chờ đợi đến giây phút giao thừa là quét mã QR ngay rồi ạ. Và trong lúc mà chúng ta chỉ còn có một đôi phút nữa thôi, chào đón năm mới Giáp Thìn 2024, thì thường ấy người ta vẫn nói rằng là lúc này là lúc của những điều ước. Dạ vâng. Đúng Lan. Ước gì được nấy đấy anh. Thế nên là quý vị có mong ước điều gì lớn nhất, quan trọng nhất đối với bản thân cho năm mới Giáp Thìn thì quý vị chuẩn bị đi ạ. Để một chút xíu nữa khi đếm ngược đến giây phút giao thừa là ước luôn anh nhỉ. Chính xác là như vậy. Và những ai đang đi với người thân và kể cả những người lạ xung quanh, hãy nhìn họ và cầm tay. Chúng ta chỉ còn dưới 2 phút nữa thôi, năm Giáp Thìn sẽ đến và chúng ta sẽ cùng đếm ngược tại không gian đặc biệt này trong 60 giây cuối cùng. Quý vị đồng ý không ạ? Có thể nói là chưa bao giờ mà thời tiết Tết Hà Nội những năm gần đây á, thì đây là năm đẹp nhất được không ạ? Vừa đủ lạnh để cảm thấy không khí của mùa xuân, lại vừa đủ ấm áp để ao ra đường với những bộ trang phục rất đẹp. Có rất nhiều các gia đình, hai thế hệ này, ba thế hệ cùng đi đón xuân. Xin chào các em nhỏ, các khán giả nhỏ của chúng tôi. Và chắc chắn rằng là những cái niềm hy vọng trong thời khắc này sẽ thành hiện thực với những hành động cụ thể của chúng ta. Dẫu còn rất nhiều những cái khó khăn phía trước, nhưng hãy cứ yên tâm rằng chúng ta sẽ luôn luôn cố gắng quý vị nhé. Màn hình sẽ hiện ra trong giây lát. Đếm ngược thưa quý vị, chúng ta chỉ còn có 1 phút. Vâng, chúng ta sẽ chỉ còn có 1 phút nữa thôi đến thời khắc của giao thừa. Hãy cùng chờ đợi với chúng tôi. Pháo hoa thì đã rực rỡ rồi, và hãy chuẩn bị đi ạ. Chúng ta sẽ cùng đếm ngược đến thời khắc giao thừa. Và đây sẽ là thời khắc hân hoan nhất. Oh!
Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, mùa xuân đã đến với mọi người, mọi nhà. Trong thời khắc chuyển giao đẹp đẽ và linh thiêng của trời đất, chúng ta thành kính tri ân công đức tổ tiên, các thế hệ cha anh đã bao đời dựng xây, dệt nên gấm vóc non sông, cho mùa xuân độc lập, cho nhân dân được sống tự do, ấm no, hạnh phúc, cho cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín đất nước hôm nay. Trong không khí ấm cúng, thiêng liêng đón Tết cổ truyền dân tộc, thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, tôi thân ái gửi tới đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Xin gửi tới bạn bè năm châu, nhân dân các nước trên thế giới, lời chúc hòa bình, hợp tác, hữu nghị và phát triển bền vững. Năm qua, với sự đoàn kết, nỗ lực của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã khẳng định vị thế mới, tầm vóc mới của một Việt Nam kiên cường trong gian khó, luôn kiên trì theo đuổi những giá trị tốt đẹp vì lợi ích của nhân dân, đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực với những dấu ấn nổi bật, luôn là người bạn chân thành, đối tác tin cậy của các nước, được cộng đồng quốc tế trân trọng, đánh giá cao. Giao thừa là thời điểm sâu lắng để chúng ta suy ngẫm về những điều đã qua, nghĩ về tương lai tươi sáng của mỗi người, mỗi gia đình và của dân tộc. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và những giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam, đề cao phẩm giá, trí tuệ và khai mở sức sáng tạo trong mỗi cá nhân, giải phóng các tiềm năng, khơi thông các nguồn lực, sẽ tạo nên sức mạnh nội sinh to lớn để dân tộc ta vững bước tiến lên, đạt được nhiều thành tựu cao hơn nữa. Mùa xuân mở ra bao ước mơ, khát vọng và những khởi đầu tốt đẹp nhất, ấm áp nhất, giàu sức sống nhất. Trong không khí xuân của đất trời và xuân của lòng người hội tụ, giao hòa, chúng ta hãy cùng nhau đón nhận những nguồn năng lượng mới, dành cho nhau những mong ước chân thành, tốt đẹp, cùng chúc cho dân tộc trường tồn, cho đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, cho đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Chúc đồng bào, đồng chí, mỗi gia đình, mỗi người dân Việt Nam sức khỏe, bình an, thành công và hạnh phúc. Năm mới, khí thế mới, quyết tâm mới, thắng lợi mới. Chào thân ái. Mùa xuân về em ơi, cơn mưa đầu mát lạ. Mùa xuân về em.
cùng tiên chiến thắng, sớm vui trong mùa nắng như gọi đồng chiến vàng. Ngày anh đi cách xa quên sao được nỗi nhớ, thương nhau dù cách trở giữ trọn lời tin nhau. Trên chiến tuyến giết thù có bàn tay anh chắc, hậu phương xa lắm vững vàng bàn tay em. Mùa xuân vừa qua đây, cơn mưa hè hối hả, tình đã càng thêm sâu như những tháng năm nào. Và trong tell
cho khán giả của VTV một năm mới tràn đầy hạnh phúc, bình yên, thật là ấm cúng bên những người thân của mình. Đặc biệt là những người Việt Nam sống xa quê hương sẽ có một năm gặt hái thêm nhiều thành công, sáng suốt trong tất cả những hành trình trên con đường của mình. Gia đình thì sẽ luôn luôn là còn đứa con thật là ngoan, an khang thịnh vượng, chúng ta sẽ luôn kiên cường, thăng hoa, bay xa, bay cao. Và mỗi người đều tìm thấy một miền đất hứa cho tâm hồn của mình. Xin chúc mừng năm mới. Happy New Year. Happy New Year.
đã so dày cũng đàn đã lửa phi mơ đất nước mình xôn xao mùa vui đang ngờ rồ bình minh chiến thắng gieo ca xuân về non anh bưng ngọn đèn em che ngọn gió anh nâng mâm trổ em chút nắng vàng đường vui đây bước thanh thang tâm hồn lòng gió em ơi xây đẹp mộng ước tương lai em ơi vút lên một tiếng đàn đường vui đây bước thanh thang tâm hồn lòng gió em ơi xây tôi mong muốn rằng đất nước ta, dân tộc ta, đặc biệt là quân và dân biên giới trong năm mới Giáp Thìn 2024 sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách. Bản lĩnh hơn, kiên cường hơn và mạnh mẽ hơn. Chúng ta cần gắn kết những tư duy, chúng ta cần gắn kết những tấm lòng. Dám suy nghĩ khác cái người khác. Đổi mới và sáng tạo không ngừng. Giữ cho mình một tư duy đột phá trong năm mới. Và rất rất nhiều cố gắng. Để người Việt Nam thay đổi được thế giới. Đưa văn hóa, đưa hơi thở của dân tộc vào đó. Chỉ có như thế thì chúng ta mới phát triển và đi ra ngoài thế giới được. Rất là mong muốn là có thể tích trữ được nhiều nước ngọt hơn. Sắp tới tôi ra quân thì bản thân tôi cũng mong tôi có kiếm được công việc tốt để phụ giúp gia đình trong cuộc sống. Giá nông sản cà phê rồi giữ ổn định như thế này là phát triển kinh tế và thoát nghèo bền vững. Và nhiều khu du lịch đẹp hơn, sạch hơn và giá bình dân cho người Việt để chúng ta thỏa thích đi du lịch khắp Việt Nam. Sức mạnh để mình có thể vượt qua khó khăn trong mọi nghịch cảnh. Kết nối được với nhiều nhà hảo tâm hơn, với nhiều tổ chức hơn để giúp đỡ các em học sinh của mình. Với một cô sinh viên sư phạm thì em hy vọng rằng là trong năm 2024 em sẽ có những bước tiến trong học tập. Năm mới đã sang, mang theo biết bao hy vọng về những điều tốt đẹp, mới mẻ. Năm mới hãy thực sự hành động, không ngừng tìm tòi, khai phá, sáng tạo để biến những hy vọng thành hiện thực. Xin cảm ơn Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Trong thời khắc thiêng liêng của năm mới, chúng tôi xin được nhắc lại những vần thơ chúc Tết của Bác. Cũng trong một năm rồng, năm Nhâm Thìn 1952, năm của Đại hội thi đua yêu nước đầu tiên. Năm mới thi đua mới, thắng lợi ắt về ta. Mấy câu thành thật nôm na vừa là kêu gọi, vừa là
đi phía trước còn trông gai ta bước qua, thành con đường ta đi tới chào bình minh ngày mới. Đất nước tôi thấy sáng sáng xanh mãi thường cùng năm châu năm tự hào, mãi mãi sự dân tộc hòa tan hai sao vàng.